Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi lạc đề một chút, không phải manga hay light novel, mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về webtoon, thể loại truyện tranh của Hàn đang dần trở nên phổ biến với những bạn mê đọc truyện. Giờ thì cùng vào với video để tìm hiểu ngay thôi. Let's go! Về cơ bản, webtoon là cụm từ được kết hợp từ website và cartoon, ý chỉ về truyện tranh mạng Hàn Quốc. Thoạt đầu, webtoon chưa thực sự nổi tiếng, cho đến khi điện thoại thông minh được ra đời, đã giúp văn hóa đọc truyện trên mạng được lan rộng, đặc biệt là ở Hàn Quốc, nơi mạng xã hội được phát triển rộng rãi, hay còn được gọi cho sang là SNS. Sau sự bùng nổ của webtoon, truyện giấy tại Hàn cũng giảm dần và văn hóa đọc truyện trên mạng đã trở nên phổ biến hơn. Đầu tiên, những manhwa được up trên mạng còn được gọi là webcomics, nhưng sau này đã được đổi thành webtoon. Có 3 điểm khác biệt chính để phân biệt webtoon và truyện tranh thông thường. Thứ nhất, mỗi tập được xuất bản thành một dải hình ảnh dọc dài thay vì phân thành nhiều trang như truyện giấy truyền thống. Việc này nhằm mục đích để người đọc dễ theo dõi hơn trên điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân. Thứ hai, vì lợi thế xuất bản trên nền kỹ thuật số nên các webtoon thường được đổi màu chi tiết thay vì trang đen trắng như khi xuất bản sách giấy. Thứ ba, một số webtoon có kết hợp sử dụng âm thanh hay thậm chí là hình động để tăng tính tương tác với người đọc. Đối với fan anime chúng ta thì hẳn đã quen với các bộ truyện webtoon rồi nhỉ, vì đã có khá các bộ webtoon được chuyển thể thành anime và được đón nhận rất nồng nhiệt. Ví dụ như The God of High School, No Bliss hay The Tower of God. Hiện nay để đọc webtoon tại Việt Nam cũng không quá khó, nhưng đó là trong trường hợp các cậu có trình độ tiếng Anh vững chắc để hiểu được nội dung truyện cũng như các thao tác để đọc truyện, và không phải lúc nào điều đó cũng dễ dàng với chúng ta. Vậy nên để giúp các cậu dễ dàng tiếp cận được với các bộ webtoon, tôi sẽ giới thiệu các cậu với Netcomics, được phát triển bởi eComics, công ty dẫn đầu thị trường truyện tranh kỹ thuật số toàn cầu. eComics là dịch vụ truyện tranh trên Internet đầu tiên của Hàn Quốc từ năm 1998. Họ đã phát triển ra toàn cầu với những bản dịch truyện và phiên âm tiếng Anh. Kể từ năm 2014, eComics đã mở rộng khu vực xuất khẩu của mình sang Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, v.v. Hiện nay, Netcomics có cả bản web và ứng dụng để dễ dàng thao tác trên điện thoại. Không chỉ vậy, trên nền tảng còn hỗ trợ cả tiếng Việt nữa. Vậy là các cậu có thể lựa chọn và đọc những bộ manhwa yêu thích mà không phải lo bị quá nhiều quảng cáo hay dần lag nữa. Và để giúp các cậu hiểu rõ hơn về webtoon cũng như nền tảng Netcomics, thì trong video này tôi sẽ giới thiệu tới các cậu một vài bộ truyện trên web cực kỳ thú vị để các cậu tìm đọc nhé. 1. Cộng sự lúc nửa đêm. Nếu các cậu cũng là một fan của thể loại kinh dị như tớ, thì theo tớ đây là bộ truyện sẽ hợp gu các cậu đấy. Tuy nét vẽ không quá kinh dị, thậm chí là còn pha chút màu cổ tích trong truyện, nhưng đó cũng là điểm thú vị khiến bộ webtoon này trở nên đặc biệt hơn. Câu chuyện xoay quanh Na-eun, một cô bé có khả năng nhìn thấy ma. Trùng hợp thay, phụ huynh cô bé lại là một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, thường tìm cảm hứng sáng tác ở những ngôi nhà bị ma ám. Vậy nên Na-eun phải chuyển nhà cùng gia đình, tạm biệt thành phố Seoul nhộn nhịp để về làng quê nơi khỉ ho có gáy, ma quỷ khắp nơi. Điều này đã gây ra không ít rắc rối cho cô bé khi phải chạm mặt mấy con quỷ ở đây mà suýt mất mạng. May thay, hàng xóm của cô, đồng thời cũng là thầy giáo trên trường, đã giúp cô bé thoát chết. Từ đó, những câu chuyện rùng rợn và dễ thương được bắt đầu. Nói thật là bộ này nó không đáng sợ, mà đáng yêu thì đúng hơn. Một phần là do nét vẽ khá gần gũi, dễ thương. Ngoài ra câu chuyện cũng khá vui, thích hợp để đọc và thư giãn đầu óc. Kể cả các cậu có sợ ma quỷ thì cũng vẫn có thể đọc bộ truyện này vì sự thật là nó không đáng sợ lắm đâu. 2. Hầu nữ và công tước Macaron. Nói thật là bộ này hợp với các bạn thích phim tình cảm Hàn Quốc, mấy thể loại nam chính bá đạo, nữ chính chuyển sinh, hay chúng ta thường quen với từ Isekai sang một thế giới khác, thì đây sẽ là bộ truyện hợp gu các cậu. Tại đây chúng ta có nữ chính Areum. Sau một vụ tai nạn xe hơi, cô bị rơi vào một thế giới khác có tên là Solterra. Ở thế giới mới này, Areum bị nhận nhầm là Macaron bởi ngoại hình khác biệt cùng mái tóc đen của cô. Vì Macaron là một loài hiếm nên Areum đã bị bắt, sau đó được bán cho một vị công tước như món hàng nô lệ. Thật tình cơ, vị công tước này chính là Macaron hàng xịn, cũng là Macaron duy nhất trên thế giới này. Không có sự lựa chọn nào khác, Areum buộc phải trở thành người hầu cho vị công tước. Diễn biến tiếp theo thì các cậu cũng đoán được rồi đó. Vị công tước thấy cô nàng Macaron pha ke này có gì đó thật thú vị. Em phải là của tôi. Câu thoại điển hình trong tất cả các thể loại ngôn tình. Bộ truyện này có đủ tất cả các yếu tố người đọc mong đợi từ thể loại tình cảm lãng mạn, đặc biệt trong tiết trời đông lạnh mà lại còn cô đơn một mình, thì đọc tạm mấy bộ ngôn tình cũng là một cách để sưởi ấm trái tim đấy. 3. Chiến binh vs. Chiến binh. Các cậu còn nhớ mấy bộ thiếu nữ pháp thuật, biến hình bling bling không? Hãy tạm rời xa mô típ nữ chiến binh đó và đến với nữ chiến binh cục xúc với cả thế giới, Lucia.
Vô được sinh ra với sứ mệnh bảo vệ nhân loại, các thế hệ chiến binh ma thuật luôn dạy dỗ các hậu bối của mình rằng hãy cố gắng chiến đấu vì một thế giới hòa bình. Đó là cho đến khi Lucia nhận ra cái thế giới mà cô đang dốc sức bảo vệ nó thật tồi tàn, xấu xa. Thất vọng cho việc mình phải đổ công sức, hy sinh tính mạng để bảo vệ nhân loại có dân trí thấp, nói ra thì lại tự ái. Lucia quyết định trở thành kẻ phản diện, phá hủy tất cả mọi thứ. Lúc này, các chiến binh buộc phải chia thành hai phe, có những người ủng hộ Lucia và có những chiến binh quyết thực hiện sứ mệnh. Cùng Rose, đàn em của Lucia, chống lại các chiến binh nổi loạn để bảo vệ nhân loại. Vậy là cuộc chiến căng thẳng giữa các chiến binh pháp thuật bắt đầu. Phải nói rằng mô típ của bộ truyện này nó hơi giống kiểu phản anh hùng trong shonen action mà chúng ta đã vốn quen thuộc. Nhưng thú vị hơn khi nét vẽ nó lại mang màu sắc của comics, không còn những chàng trai được mệnh danh là anh hùng nữa. Ở đây, các chiến binh pháp thuật không phân biệt giới tính, nam nữ đều có thể chiến đấu theo cách riêng của họ. Đó cũng là điểm khá thú vị với mô típ truyện anh hùng, chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm mới cho các cậu. Và đó là một số thông tin về Webtoon cũng như những bộ truyện hay mà các cậu có thể tận hưởng trên nền tảng Netcomics. Truyện đã có bản tiếng Việt trên nền tảng này, các cậu có thể trải nghiệm miễn phí những chap đầu của truyện. Vậy hãy thử lên Netcomics để đọc những bộ Webtoon mà các cậu thích nhé. Còn giờ thì Wish You It Out.